Kìa, kìa. Kìa, quýnh dữ lắm rồi. Kìa. Mà ra quýnh tầng kìa, quýnh tầng kìa, quýnh tầng lắm rồi. Kìa. 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 Kìa, kìa, ông già leo gheo không nổi kìa. Kìa. Kìa, là ông già leo gheo không nổi. Ông không được kịp ở đâu đó, nó trẻ ông già thì không kịp nó. Gì? Ở đâu quýnh ông, tôi quýnh ông nào, ông kêu ông lại tôi hả? Vô mình nhìn ra. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị, các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sanma TV cả nhà. Thưa mọi người, thì ở tập vừa rồi cả nhà biết rồi là mình đã đưa vong của Thi An, quỷ mặt đen lên một ngôi nhà hoang ở trên một ngôi đồi núi để thăm thầy quỷ đồ dê. Thì hiện bây giờ thì thầy quỷ đồ dê đang bị quỷ chúa chi sát để ăn cái đầu để nó lan luyện cái gì đó cả nhà. Đang liền cái gì đó mà nó nói với mình là khi mà ăn đủ bao nhiêu cái đầu con quỷ đó là nó sẽ biến thành người luôn, nó không thành quỷ nữa. Thì cái vong cái quỷ mà nô tỳ mà tinh muội mà mặc đồ xanh đồ chuối đó thì cũng đã bị nó ăn rồi. Bây giờ là hiện tại bây giờ nó đang ở một mình ở trong ngôi nhà tôn đó. Đó thì hôm rồi mình có kêu Thúy An xuất hiện ra để cảm hóa và khuyên nhủ ông ta thì lại bị ông ta quýnh và siết cổ đồ cái này. Thì ông này rất là dữ. Và hôm nay mình trở lại cái ngôi miếu này á. Thứ nhất là để coi Thúy An như thế nào rồi. Thứ hai là mình sẽ chắc có lẽ hôm nay mình sẽ hợp sức với Thúy An để bắt cái ông thầy ông nội này cái nhà để đưa ông về chùa. Hoặc là tiêu diệt luôn cũng được. Tại vì mình có một cái khả năng như thế này là mình nghĩ khi mình không tiêu diệt một trong hai, một là thầy ông nội, hai là quỷ chúa, tại hôm nay bạn của nhau, mà bây giờ mình không tiêu diệt một trong hai ông thì sau này mà có khi nào hai ông này kết hợp lại một cái thì mình không có đường nào mà để gỡ gạt và cũng như là làm lợi luôn á. Thì hôm nay mình định là khi mà gặp Thúy An mình sẽ hỏi Thúy An thử đây. Thúy An có biết cái thuật gì mà bắt người hay bắt vong hay bắt thế nào không? Tại vì Thúy An bức phép thật mà cả nhà. Hôm trước mình đã dùng một cái ngũ linh chặn bắt ông ta. Nhưng ông ta giải được. Nếu mà trong trường hợp mình hỏi Thúy An mà Thúy An biết cái thuật gì á mà bắt được á thì mình sẽ kêu Thúy An bày ra một trận pháp gì đó của Thúy An á và xem thử có bắt được cái ông quỷ đồ tộc này không. Tại vì cái ông này tuy là ông thấy ông già cả đồ nhưng mà ông ta có vẻ như là thân mặt với con quỷ chúa bên kia đó nha, có nghĩa là thân thiết lắm, nên mình phải kiếm đường mình cắt đứt để trừ hậu hoạn. Biết đâu sau này ông ta lại
thân thiện với quỷ chú bên kia rồi cái đầu nó lại hợp tác ăn luôn thứ ăn thì sao? Thì sẵn đây mình cũng nói vấn đề thế này, cũng có một số anh chị, rất là nhiều anh chị yêu quý Thúy An và muốn mình để Thúy An đồng hành cùng với mình, chứ không muốn mình đưa Thúy An về chùa hoặc là siêu thoát. Thì cái đó còn tùy theo nguyện vọng của Thúy An như thế nào. Tại vì hôm trước Thúy An nói là khoảng tầm 15 ngày nữa Thúy An sẽ đi siêu thoát để về chùa. Thì thật sự mình cũng nghe tin đó, mình cũng khá là buồn, tại vì khi Thúy An đi rồi mình có một mình thôi, không còn ai đồng hành nữa, và cô chú anh chị mình sẽ không còn những cái tiếng cười tự nhiên nữa. Thì thật sự để mình hỏi Thúy An lại thêm như thế nào. Thì cũng có một số anh chị nói là tổng hợp hiện tại cưng đang cắt một cái nơi, nó cắt xây dựng một cái ngôi nhà để cắt giữ những linh hồn mang về đó ngoại thay để về chùa. Thì thật sự mình đang tiến hành. Tại cái nhà biết sao không? Tại vì sao mình không nói về vấn đề đó nhiều không? Tại vì vấn đề đó mình nói lên thì lại nói là người này người kia đã nói mình lại xin tiền xin xỏ, nên mình không muốn nói, mình cứ âm thầm nói, mình cứ âm thầm làm. Tại vì hôm trước mình có nói một lần là cho những anh chị nào yêu quý, kiểu như là muốn ủng hộ đó, mình chỉ một lần thôi mà không muốn nói nhắc nữa nữa đó. Thì đến nay thì thật sự ngôi nhà đã dựng lên rồi. Thì ngôi nhà ở nhà mình là cắt bằng tôn và tiền chế, sắt thì sắt cũ, và được một người anh tài trợ cho 50 mét gạch lót với gạch toilet cả nhà. Nó thì mà lúc đầu mình cũng định là không sẽ không làm toilet, nhưng mà tại vì người anh yêu quý mình ủng hộ mình xưa nay rồi, và ảnh là chủ đầu tư ở Vĩnh Long đó, thì ủng hộ mình thì mình cho bao nhiêu mình lấy nấy đó. Thì ngôi nhà thì đã dựng lên hoàn toàn hết trơn rồi, nhưng mà còn cái lót gạch là chưa có lót thôi, tại vì mấy ông thợ người ta chưa có thời gian làm cho mình nó, thì mình sơ sơ vậy thôi. Khi nào mà có nhà hoàn thành hết mình sẽ quay cho cả nhà mình xem. Thì cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những gì mình đã nói ha. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành những gì mình đã nói đầu đầu từ đầu về với nhà mình ha. Thì ok, thì bây giờ anh chị cô chú anh chị nào chưa nhắn một đăng ký hay đăng ký, anh chị nào chưa like hay like, và anh chị nào chưa comment hay comment ý kiến cái nhà ở phần luận nha. Thì ok, thì giờ tôi mở và cô chú anh chị cùng tôi đi vào bên trong miếng dài cả nhà. Ok cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong miếu nha. Chưa rồi, lúc này cây con ngọn biếu không biếu không rồi, lúc này cây con ngồi bàn ghế gì ta, trên cây không không. Ủa kìa, không thấy gì à, thằng ngồi rồi. Thế ông nội ơi, kìa, mình thấy rồi kìa. Là mày ngồi úp đi, ngồi ỉa vậy hả ông nội? Hả? Không có ỉa hả? Mày núp nó làm cái gì? Thăm mấy ông đó hả? Ông nói chuyện với mấy ông đó sao? Mấy ông đó là thằng thánh không đó, ông là quỷ mà ông nói chuyện với người ta. Ủa ông bây giờ ông ở đây ông có gặp Thúy An không? Không hả? Thúy An đâu ta? Tại vì thấy ông buồn nên ở đây kiếm ông nói chuyện chơi.
Này đó. Tại cái mặt mày đang thui rồi, nhìn phức trong tối không thấy đâu. Bạn của ông. An An An. Ông quýnh người ta mà ông hỏi người ta trốn sao? Ông chuyên gia ông quýnh người ta không à? Lúc nào vậy? Lúc nào ông cầm cái cây trên tay chứ? Ủa, cái cây để ông chấm đi rồi quýnh luôn ha. Cái gì? Ông này là bạn quỷ chúa nè. Ông có hay tin gì chưa? Con quỷ chúa bây giờ đang ăn những con quỷ để biến thành người đó, nó ăn con nô tỳ đó rồi. Ông có chừng bị ăn luôn á. Bây giờ ông theo tôi về chùa đi. Ông theo tôi về chùa đi để họ nó ăn ông đó. Bạn nó không ăn à. Nô tỳ nó không ăn nữa kìa. Thầy trò quỷ màu đen này nè. Thầy con nhỏ này bây giờ bị nó dí chi tiệm giờ chạy lên núi luôn đó. Ngày mai gì nó qua đây kiếm ông á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ ông theo tôi đi. Hợp sức với tôi bắt nó. Ông sợ hả? Tôi không biết, nhưng mà giờ nó ăn con nhỏ kia rồi. Con thấy ăn không rồi, lúc trước lại xuất hiện khuyên nó quýnh luôn, xiết cổ luôn. Hiện mới chịu à. Nó được, tôi chạy ra tới rồi rụng quá. Nè đó giờ ăn gì? Quý chúa đang thường thường ăn gì? Ông nói quý chúa thường thường ăn gì mà nó hèn? Là có mấy mạng người mà nó hèn. Ông này ông cũng ít ác lắm. Ông ăn gì? Ông ăn chay hả? Ông ăn chay không ăn cục chay? Ăn cơm chay hả? Cơm chay đâu ông ăn? Ăn con chay. Ăn con chay hả? À vậy là là bóng muộn. Trời ơi, con chay là ăn con nít. À thì vậy tôi thấy mặc đồ hồng rồi, tôi nghi lắm rồi. Tôi nghi mà là gì thế giới thứ ba này. Bây giờ ông hợp sức với tôi với Thế An đi, bắt quỷ chúa về, đưa nó về chùa cho thiêu thoát hoặc là nhốt nó luôn. Ông dám không? Có cái quạt gì không mà bắt nó? Có thôi hả? Thì nói chung thì hợp sức là bắt thôi, với cái quạt mẹ gì? Nó mạnh lắm đó nghe. Thì nó mạnh. Thì nó mạnh tôi mới kêu nhờ ông đó. Để ông ho vài bữa đó quá bắt ăn thịt ông luôn á. Sao? Để ông suy nghĩ rồi. Nghĩ con mẹ gì đó ông nội ơi. Làm gì á? Vài bữa qua nó bắt ông đó. Tập bây giờ mày làm gì á? Vô. Vô. Ông không nghe lời đâu, đừng hối hận nghe. Kìa, kìa, quýnh dữ lắm rồi.
Rồi ăn bún tăng kìa, bún tăng kìa, bún tăng lắm rồi. Gặp. Lão già bị quýnh dữ lắm rồi, tao cũng như là lão già nó mà quýnh ta vậy là tao quýnh ta cái ba la mới khóc. Lão già khóc luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Mày mới vô tay lão. Lão bị đau tay rồi. Ủa là sao ông hèn chứ hả? Ông dám bính là đó. Cái đó, cái đó ông bính đâu, cái nhập viện luôn đó. Ông gỡ cái cây rồi. Ông gỡ cái cây rồi. Ông đóng lên rồi, ông đóng lên rồi chạy rồi. Nói thì ai là giọng không chị á? Chơi chơi. Giọng không gì vậy? Ông đóng đóng rồi quýnh mày đó. Làm cây kìa ông già ơi. Kìa kìa ông già leo cây không nổi kìa. Kìa. Rồi làm già đó kêu nói. Ông không được rồi, kịp ở đâu đó, nó trẻ ông già sao kịp nó. Gì? Ở đâu quýnh ông, tôi quýnh ông nào ông kêu ông lại tôi hả? Hả? Nó quýnh ông sao ông quýnh nó quýnh tôi? Nghe ngọn cây đó kìa. Ừ. Ông nghe lời nó đi, theo tôi hay thầy dọn tôi đi. Ông nghe lời đi. Sao? Trời, rung tay chân. Rung tay rung chân cho mình quýnh dữ rồi. Bị hiếp dữ rồi. À, cái ông quýnh nó hoài chi cho nó quýnh không đó. Bây giờ ông theo tôi với nói về chùa đây. Tôi đang cắt một cái nơi không phải là chùa nữa, mà một cái nơi này tôi chỉ giữ những cái vong linh, những quỷ để cúng kiến cho đến ngày siêu thoát thôi. Kìa, chỗ đá không, chỗ đá mình thấy trai kìa. Kìa. Rồi mày té ngay giống này nè, quýnh mày té ngay này con. Nó quýnh đầu chọc con già kìa. Ông già mà dính cái quái rồi. Ông đi dính cái quái tự té hên rồi. Hơn ngờ ông già yếu vậy luôn kìa. Gì đâu, tôi có làm gì đâu. Bây giờ vậy nè, ông tốt nhất á là ông theo tôi về chùa đi, chứ để thôi nó qua, bây giờ tôi nghe tiếng nó qua đã. Vậy sao ông yếu ông mạnh nó sao? Ông trốn à? Ý là ông thấy ai ông chạy không kịp nữa kìa, ông lợi sao chạy kịp mũi chúa. À biết mày lên đường xuống được mày. Thì kìa ông qua kiếm mày nữa kìa. Ông qua kiếm mày nữa, tao không biết đâu. Mày gây thù chứng quán vậy ông chi?
Nó ghen nè. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi. Ông thả ở đây, ông thả ở đây. Ông thả nó đi, nó nít nó đâu biết đâu, nó giỡn thôi. Ê ê. Mày có biết trận pháp gì bắt 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 ổng không? Biết à. Trận gì vậy? Tu bay tu vậy vậy. Cái trận của mày mày không nhớ. Nó vừa quên rồi. Bây giờ mày nhớ đi. Bây giờ có trận bắt được không? Ừ. Một hồi cúng kiến không? Mày vài trận nó bắt không nha. Bắt ra mày hút vô hồ lô luôn rồi đưa tao. Tao mang về chùa. Vậy giờ ông dạ. Ông Hưởng được cúng không? Tôi cúng kiến cho ông Hưởng nha. Rồi Hưởng nhang, có nhang. Rồi thôi ông đi đi, tôi sẽ bài cúng ở cái bàn đó nha. Thưa chú anh chị ơi, thì mình đã mới hỏi Thúy An á, thì Thúy An nói là có một trận pháp, biết trận pháp bắt, nhưng mà cái tên không nhớ. Cái bà này mới vô dụng cái ghê thiệt. Cái trận pháp của bà không nhớ. Thì ok. Thì bây giờ mình sẽ cúng kiến và đợi Thúy An xuất hiện và kêu Thúy An bài trận mắt cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ bài biển cúng kiến ở đây cả nhà. Nào mình cúng mấy trái cái gì quên ta. Cúng ít thôi. Để này ít đi. Thí An U. Thí An U. Ủa? Hồi nãy nó chặn gì? Hồi nãy nó ăn linh cận. Cái gì? Ăn linh cận. Tâm linh chặn hả? Ừ. Chặn lại không? Chặn lại mày. Hả? Chặn lại gì? Ừ, thì lắm. Trong sứ ma quỷ nó có. Mà cái chặn này bắt được, mày có bắt ai chưa? Rồi. Bắt gì vậy? Ăn thịt hả? Ừ, lúc trước thôi. Quá khứ, quá khứ. Thôi, mày mặt nguy hiểm quá. Ừ. Ê, nhớ bắt ông rồi là hút vô hồ lô nghe. Phong án lại rồi xong cái... Để đó, tao ra tao đưa ông đi chùa. Ờ. Mà nhắm bắt được không mày? Được. Thôi đi. Cái này mạnh lắm. Biết là mạnh rồi, nhưng mà mày yếu hơn ổng. Cái trận ngủ linh trận tao hôm trước điểm phá cái một. Cái trận này chưa chắc gì bắt được ổng nữa, tôi nghi quá. Thì
Thôi đi, đi ra đi, hồi tao cúng xong mình vô mình làm chặn. Ê, nhớ làm nhanh nghe chừng không biết nha. Ây da. Thầy ông nội đang cúng nha, hồi ra hưởng nghe thầy ông nội. Còn ổng cũng vòng vòng đây chứ đâu. Gì? Đóng rồi kìa. Tội nghiệp. Hưởng ngang không chứ không ăn uống gì được gì cho tội nghiệp. Nói ăn ăn chay không ăn mặn mà cúng trái cây cũng không ăn nữa. Nó ăn ai ăn tại ăn nít không à. Ăn con trai chứ không phải ăn con trai, ăn chay. Không có đâu khác gì quỷ chúa đâu. Bạn bè mà mấy ông bạn nào nó gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn sao trội ghê anh vậy, thấy lộn bạn sao thì bạn con quỷ mực, con quỷ chúa sao thì ổng cứ gan vậy. Nghe thính lắm hả? Ừ. Đấy rồi nói cho nó nghe luôn mà ông nó bạn bè nhau mà tôi nó không nghe, ông muốn qua ông nói cho nó nghe chứ gì. Có công chuyện với tôi, chuyện với tôi tóc ta lại coi dưới trời.
Nhà ngập lại nó đông quá. Dạ, nó bệnh. Bệnh nào cũng chết luôn. Dính rồi. Xong rồi. Vô mình nhìn ra. Bắt được này sao bắt được ông? Chỉ có quý chú bắt ông thôi. Ông đứng. Bình nè. Nè. Ông cầm luôn nè. Thấy không? Bình biết gì? Ủa? Come on.
có công chuyện nữa rồi. Thất bại rồi. Gì? Bắt không được hả? Cái gì? Không giải được. Không giải được. Ừ. Rồi sao? Mình nói chắc lắm mà bắt được mà. Nó rồi mà tao nghi lắm mà, tại vì ổng mạnh lắm, hôm trước ngủ lên chàng tao bắt không được nữa mà. Tâm linh trận của mày. Sao mạnh dữ lắm? Lúc đầu còn dính mà tao thấy hít vô rồi đó. Ổng có dính không? Dính là phải vậy nè. Dính luôn. Ừ, giờ tao chuẩn bị đặt bình hồi lô lên là ổng hết vô đó. Tính hít vô là hết vô đó. Bởi vì má sống đó. Ai bắt được ổng ở đây mình liệu hồn nghe trời, ổng quýnh mày nữa đó. Không có biết gì hết trơn á. Tao đi cho khác tao ổng mới được. Đợi mày khác ổng đi. Không không bắt mày quýnh mày á. Còn lấy trái cây nữa hả? Cũng biết đói chứ. Thôi. Đi chữ. Thôi đi đi đi. Đi đi nha. Ừ. Ở tặng á. Ừ trốn đi. Ở trường ngủ chú á. Những cái nhà thì Thí An có bài một cái trận là tâm linh trận. Thôi cái giờ chắc mình đi về quá, ổng giận rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video rất nhiều. Chào mọi người nha, bye bye.